Cảm ơn những người đã đi ngang qua đời ta. Cảm ơn những người năm đó đã ở bên tôi. Cảm ơn thanh xuân, dù chẳng thể níu lại, nhưng đã không cô đơn. Thứ hai, ngày hôm qua, vốn đã hiểu rõ, rồi chúng ta sau này, chuyện gì cũng có thể vượt qua, thứ gì cũng có thể đạt được, nhưng mãi mãi sẽ chẳng được như chúng ta bây giờ. Điều tiếp theo, đi theo một người vì nụ cười, người lại theo ai vì một ánh mắt, thế nào đi nữa, đã biết vạn sự tùy duyên. Điều thứ tư, hồi còn nhỏ, bắt được chuồn chuồn, muốn nắm thật chặt, chỉ sợ nó sẽ bay, chuồn chuồn đập cánh loạn xạ, cắn lấy ngón tay. Có ai đó nói, hãy buộc dây vào đuôi chuồn chuồn đi, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Cuối cùng vẫn thả lỏng tay, thả thứ vốn không phải của mình, về với tự do. Điều tiếp theo, tình yêu say đắm của tuổi trẻ, nhiều lúc như lửa trại. Khi ấy chúng ta vui vui vẻ vẻ, nhưng lại không hiểu được cách trân trọng. Luôn nghĩ có thể đồng hành hết cuộc đời, mà không nghĩ đến rằng tình yêu càng bùng lên cháy lớn, lại càng nhanh chóng lụi tàn. Điều thứ sáu, có một số người xuất hiện trong đời, đạp ta xuống là để dạy ta cách đứng lên mà trưởng thành. Cũng có những người chẳng để lại cái gì ngoài một bãi rác, cần phải phân biệt được hai loại người này. Điều thứ bảy, có duyên đi vạn dặm cũng sẽ gặp lại, vô duyên đứng trước mặt cũng như không. Trước khi gặp lại, đừng tự cho là có duyên hay vô duyên. Điều thứ tám, đôi khi tình yêu có thể trải qua mưa to sóng lớn, lại không chịu nổi biển lặng gió êm. Không công bằng cũng không có lý, nhưng khó mà trách ai được. Điều thứ chín, cuộc đời mỗi người như chiếc xe lửa, có khách lên lại có khách xuống, có khách quen, có khách chỉ đi một lần, có khách đi xa, có khách đi gần. Dù sao, cũng hãy trân trọng khoảnh khắc khi người còn ở bên ta, cảm ơn họ đã đi cùng ta một chặng đường đời.